Vâng, như vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng trong trận đấu ra quân với đội tuyển Lào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ những gì trong buổi họp báo sau trận đấu này. Tôi hài lòng với các học trò ở trận đấu này. Hôm nay chúng tôi đã có một thế trận tốt và kiểm soát được giữa sân. Những pha phản công của đội tuyển Lào khá tốt nhưng không đủ sức tạo ra khác biệt. Khởi đầu thuận lợi này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều toàn tính hơn trong trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Malaysia. Một điểm tôi không hài lòng đó là tại sao trận đấu lại có đến 3 phút bù giờ. Thì đây cũng là trận đầu tiên của đội thì mới khởi đầu thì cũng chưa nói được lên điều gì, nhưng mà trận thắng trận đầu tiên thì đó cũng là động lực, cũng là tinh thần để toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để chiến đấu các trận này. Mục tiêu của tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện, để làm sao góp một phần nhỏ của mình để cho thành công của toàn đội. Việt Nam là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã cố gắng phòng ngự, thậm chí là phạm lỗi, nhưng thật khó để ngăn chặn các cầu thủ Việt Nam ghi bàn. Hiệp 2 có nhiều khác biệt khi chúng tôi đã bị thua một bàn. Chúng tôi phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hoặc là chấp nhận thất bại. Đó là lý do chúng tôi để thua thêm. Xin nói lại là đội tuyển Việt Nam quá mạnh. Chúng tôi hay bất cứ đội bóng nào cũng gặp khó trước họ. Các cầu thủ của chúng tôi còn trẻ và sẽ học hỏi nhiều thứ. Nó tốt cho tương lai sau này.